Trong chương trình xoáy tin ngày hôm nay, chúng tôi nhắc đến một chi tiết mà liên quan đến cái cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi Hoa Kỳ không kích hạ sát ông tướng Soleimani. Thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump trong những ngày vừa qua cũng liên quan đến vấn đề này. Ông tuyên bố rằng là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Thì trong cái sự kiện này chúng ta lại nhớ đến một quốc gia khác. Quốc gia này cũng được xếp hàng là phải là quốc gia côn đồ theo ngôn ngữ của Tổng thống Bush con. Đó là Bắc Hàn. Quốc gia này đã có hỏa tiễn liên lục địa, đã có vũ khí nguyên tử. Thì bây giờ câu chuyện này nó sẽ như thế nào với một quốc gia mà gọi là côn đồ có vũ khí nguyên tử như thế trong cái bài toán liên quan đến chuyện Iran? Thì đó là cái chủ đề ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ đề cập. Nhưng mà trước khi đi vào chuyện này, chúng tôi cũng cần trả lời thư của một khán giả gửi vào trong chương trình. Và trước khi đọc lá thư này, xin chào anh Đỗ Dũng. Vâng, chào Mai Phương Long, một kính chào khán giả SBTN. Thực ra cái lá thư này nó cũng liên quan đến cái đề tài luôn, độc đáo là chỗ đó. Khán giả Khán giả A Lê Lương nói như thế này, thứ nhất là xin hai ông nói về thằng Việt Cộng ở Liên Hiệp Quốc nói phải xử kiện vụ Mỹ bắn chết tướng Iran. Cho đến giờ phút này chúng tôi chưa thấy cái chuyện này, không biết là khán giả A Lê Lương lấy đâu ra cái tin này. Chúng ta chỉ biết là bắt đầu từ hôm 1 tháng Giêng vừa rồi thì Việt Nam trở thành chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng mà chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì nhiệm kỳ chỉ có 1 tháng mà thôi, và Việt Nam không phải là thành viên thường trực trong 15 nước đó. Trong 15 nước thì có 5 nước thường trực họ có quyền hơn, còn 10 nước còn lại thì không có quyền phủ quyết. Thành ra là chỉ mang tính cách biểu tượng, thì không biết là khán giả này lấy cái tin này đâu thì để chúng tôi search lại xem như thế nào. Đó là thứ nhất, chúng tôi chưa thấy, chúng tôi không có dám bàn tới. Cái thứ hai, khán giả Lê Lương mới nói như thế này là tôi đang xem hai ông nói trên TV, tôi nghĩ hai ông dùng hai chữ ám sát là không đúng cho trường hợp Mỹ đã giết ông tướng Iran, cảm ơn, tức là ông tướng Qasem Soleimani. Sáng nay trên chương trình SBTN Morning thì chúng tôi có đề cập chữ đó. Thực ra thì anh Long có hỏi là tại sao Tổng thống Trump không hạ sát cái ông này một cách kín đáo, hay là nhờ người này người kia là hạ sát, rồi là thủ tiêu hay ám sát vân vân. Thì tôi nói là Tổng thống Trump có lẽ là có một cái ý định khác nữa, là răn đe các nước khác. Và trong trường hợp này như Long nói có thể là Bắc Hàn, mà cụ thể là ông Kim Jong Un đó. Thì bây giờ trở lại chút xíu trước khi qua cái đề tài chính, thì chữ ám sát thực ra là cũng có chữ người Mỹ người ta dùng. Nếu mà khán giả lên lương đọc tin của Mỹ trong những ngày qua, có chỗ gọi là kill, có bài họ viết là destroy, có bài họ viết là assassinate, nói chung gọi chữ gì cũng được không thành vấn đề. Nhưng mà ám sát, cái chữ định nghĩa ám sát có nghĩa là gì, Long có định nghĩa được không? Ám sát có nghĩa là mình giết một người nào đó mà người đó không biết. Nếu mà chúng ta đối đầu hai bên trực diện với nhau, thi đấu, song đấu với nhau, và người nào đó thua thì chết, thì đó là chúng ta đánh công khai. Còn bây giờ chúng ta không đánh công khai, chúng ta từ xa chúng ta bắn tới người đó để cho người đó chết, mà người đó cũng không biết là phải là ai ai giết mình, thì đó là ám sát. Thì đó là anh Long nói theo cái vấn đề kỹ thuật, còn đối với tôi nói theo ngôn ngữ cuộc đời là gì? Nói bằng cái gì cũng được, không thành vấn đề. Vấn đề là kẻ mạnh có quyền nói cái gì cũng được hết, và khi người ta nói á, người ta nói cho cái người muốn nghe, chứ ta không nói cho người không muốn nghe đó. Và nó có nhiều cách nói khác nhau, nhưng nói chung ám sát trong đó đều có chữ sát. Hạ sát cũng là sát, là giết người đó. Mà nếu mà đã nói giết người thì nó có nhiều cái lý luận lắm, thấy không? Có người thì bảo phải giết người này bởi vì họ là kẻ xấu, có người lại bảo là giết người là không được, thấy không? Cái gì anh nhắc tôi quên câu ngoài, dù xây 9 bậc phủ đồ không bằng cái gì làm phước giúp cho làm một phước người. giúp cho một người, đúng không? Nghĩa là một mạng người vô cùng quý, dù quý vị giết cũng không được nữa, cho dù bất kỳ lý do nào, đúng không? Người ta quan niệm đó, thành ra này tranh cãi vô cùng, chúng ta không đi sâu vào chuyện đó. Nhưng mà đại khái là cái chủ đề chính của tôi ngày nay là gì? Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh, bây giờ tôi dùng cái chữ nó hiền hòa hơn, làm cho ông Qasem Soleimani, tư lệnh của lực lượng Quds, tắt thở. Đó, tôi dùng ngôn ngữ đó là không sai, bởi vì rõ ràng tắt thở, ngôn ngữ y khoa là nó không có chính trị trong đó rồi sau đó nó ngừng thở, được chưa? Nhưng mà cái điều chủ đề chính là tại sao Tổng thống Trump làm công khai như vậy mà không làm lén lút? Vì ông có thể có một cái mục tiêu khác là răn đe, và người ta nghĩ có thể răn đe ông Bắc Hàn. Chúng ta biết hiện nay tình hình căng thẳng giữa
về ngoại giao giữa Bắc Hàn và Mỹ trong cái vụ mà giải trừ vũ khí nguyên tử bán đảo Triều Tiên. Nó kéo dài từ năm ngoái, tháng 6 ông Trump gặp ông Kim Jong-un tại Singapore, tháng 6 2018, tháng 2 2019 hai người gặp nhau Hà Nội, và đến tháng 6 2019 hai người gặp nhau bàn muốn điếm, không giải quyết được chuyện gì, và hai bên hăm qua hăm lại. Đúng không? Ông Trump thì bảo là vẫn tiếp tục cấm vận, ông Bắc Hàn bảo chúng tôi nghĩa là sử dụng tiếp tục thử các cái vũ khí, và ông Trump bảo ô từ ngày tôi gặp ông Kim Jong Un ở Singapore thì coi như ông không thử vũ khí nguyên tử nữa. Nhưng mà ngày đầu năm của năm nay thì ông Kim Jong Un trong bài diễn văn bảo là chúng tôi không bị ràng buộc nữa, chúng tôi có thể thử bất kỳ lúc nào đó. Và chúng tôi không bao giờ đổi kinh tế để bỏ chương trình vũ khí nguyên tử của chúng tôi, vân vân đó. Thế thì bây giờ đang bị kẹt như vậy thì ông Trump chơi cái màn là dùng máy bay không người lái làm cho ông Soleimani tắt thở ngay lập tức. Liệu cái đó có làm cho ông Kim Jong Un sợ không?